Hello, ta cha hảo. Rất vui được gặp các bạn tại kênh Tiếng Trung Bồi TV Channel. Hôm nay Emin và các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu về những chữ Hán cơ bản. Đây là một series mà Ed đã cùng các bạn tìm hiểu qua khá là nhiều video. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Các bạn nhìn lên màn hình thì các bạn sẽ thấy có 5 chữ Hán và 5 chữ Hán này. Có bộ vương ở bên trong chữ Hán đó. Và 5 chữ Hán này cũng khá là có sự tương đồng, có sự liên kết. Các bạn để ý. Đây là 5 chữ Hán mà hôm nay chúng ta sẽ học Chữ đầu tiên là chữ vương trong từ vua chúa là vương quốc. Đó. Và chữ vương này chúng ta chỉ cần thêm một chấm ở phía bên trên đầu thì sẽ trở thành chữ chủ trong từ chủ nhân. Và chữ chủ này chúng ta thêm bên trái ba chấm thủy hay là bộ thủy thì sẽ trở thành chữ chú trong từ chú ý. Và chúng ta thay bộ thủy thành bộ nhân nhân là người thì sẽ trở thành chữ chú trong từ chú ngụ và tương tự chữ cuối cùng thì chúng ta sẽ có bộ vi ở bên ngoài vi trong từ chu vi là bao quanh và bên trong thì có bộ ngọc bộ ngọc thì cũng khá là giống với bộ vương chúng ta chỉ thêm một chấm nhỏ ở trong bộ ngọc này sẽ trở thành chữ quốc trong từ quốc gia ok bây giờ chúng ta sẽ cụ thể và tìm hiểu một chữ cái một trong năm chữ cái vừa rồi Chữ đầu tiên Oáng 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 là vương Nghĩa là vua, chúa ừ. Những bạn nào mà họ vương thì có thể lấy chữ oáng này à, Oáng Và bản thân chữ oáng Cũng là một bộ thủ trong 214 bộ thủ mà chúng ta cần phải nhớ Đây là bộ thủ khá là quan trọng Gọi là bộ vương cách nhớ thì các bạn có thể tập viết để nhớ hoặc các bạn cũng có thể hình dung ra thì vua thì có thể cai trị trời con người và đất ừ. nét đầu tiên sẽ thể hiện là trời nét ở giữa là người và nét ở dưới là đất đúng không ạ nếu bố thuận thì các bạn để ý theo như mô phỏng để có thể tập viết theo Ok, tiếp tục chúng ta sẽ học một số từ ghép với chữ vương để học thêm những từ mới thú vị. Ví dụ như uống của, uống của, uống của vương quốc. Ừ. Oán, của uống, của uống, của uống là quốc vương. Bá uống, bá uống, bá vương. Ti uống, ti uống, đế vương, vua chúa. Xin uống, Xin oáng, xin oáng, thân vương Thiên oáng, thiên oáng, là thiên vương Yến oáng, yến oáng, yến oáng, là diêm vương Tiếp tục chữ hán ngày hôm nay chúng ta học Thì các bạn để ý Với chữ vương chúng ta vừa học vừa rồi Chúng ta sẽ thêm một chấm ở phía bên trên Như vậy là sẽ trở thành chữ chủ trong từ chủ nhân Ừ chúng ta chỉ cần thêm chấm ở phía bên trên chữ vương sẽ là chữ chủ Nếu bút thuận thì các bạn xem phần mô phỏng tiếp tục chúng ta học một số từ ghép với chữ chủ ví dụ như chủ tùng chủ tùng chủ động chủ quan chủ quan chủ quan chủ rấn chủ rấn 主人、主任、主任、主任、主席、主席、主的主要、主要、主要、主义、主义、主义、主张、主张、主张了、主张、地主、地主、是地主。 minh chủ, minh chủ dân chủ. Cộng sản chủ y, cộng sản chủ y. Công sản, công sản công là cộng sản, cộng sản chủ y là chủ nghĩa cộng sản. Tư bản chủ y, Tư bản chủ y, chủ nghĩa tư bản. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ học chữ Hán thứ ba ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thêm phía bên trái chữ chủ với ba chấm thủy sẽ trở thành chữ chú có nghĩa là đổ vào ba ừ, chấm thủy nghĩa là nước nước thì đổ vào đúng không ạ động từ nhé rất là nhiều lần em đã giải thích cho các bạn về cấu tạo của chữ Hán hiện đại thì chữ Hán hiện đại rất là nhiều chữ Hán sẽ được thể hiện bởi hai thành phần các bạn nhớ nhá bởi hai thành phần một thành phần trong chữ Hán thì sẽ chỉ thanh có nghĩa là cái thành phần đó khi để chỉ thanh có nghĩa là khi chúng ta phát âm cái chữ hán đó lên nó sẽ giống khá là giống khá là tương đồng với cái thành phần đó ví dụ như chữ này thì các bạn sẽ để thấy phía bên phải đúng không ạ phía bên phải là chữ chủ đúng không ạ chủ đó và chúng ta cần thêm bộ thủy thì sẽ phát âm thành chữ chủ chủ các bạn thấy không vẫn là chu chu chủ chủ chủ, chủ, chủ true đó như vậy là một phần sẽ là chỉ thanh thì các bạn cần phải học chữ hán các bạn cần phải nghĩ đến cái vấn đề này thì các bạn sẽ có thể là mới học ấy thì các bạn mới có thể là nhớ được nhớ được nhiều hơn thậm chí là sau này các bạn hoàn toàn có thể là đoán được cách phát âm của một chữ dĩ nhiên là đoán nó không được chuẩn cho lắm bởi vì nó có bốn thanh mà nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể đoán được đây là kinh nghiệm của em có rất là nhiều chữ hán mà em có thể đoán được đoán cách phát âm đó có thể là không được chuẩn thành nhưng mà ít nhất là cũng đoán được gọi là lớn lớn như vậy Ok Tiếp tục về nét bút thuận thì các bạn xem phần màn hình nhá Các bạn viết 3 chấm thủy trước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Một số từ ghép với chữ chủ Ví dụ như chủ sửa, chủ sửa tiêm Chú sư Chú sư Nhìm chăm Nhìm chăm chăm hoặc nhìm chăm chú đấy. Chú ý Chú ý Chú ý Chuyên tâm Chuyên sân quan chú ừ, Tập trung tư tưởng Và chúng ta chỉ cần thay chữ bộ thủy Phía bên trái Thành bộ nhân Bộ nhân nghĩa là người sẽ trở thành chữ chú trong từ chú ngụ nghĩa là động từ tính chất động từ nghĩa là ở đấy trong câu nỉ chu chai ná lì đó đúng không nỉ chu chai ná lì bạn sống ở đâu bạn ở đâu đó chủ chủ đó về cấu tạo thì các bạn cũng thấy một phần là chỉ thanh chủ một phần là chỉ nghĩa là nhân ở là nghĩa là. nhập thuận thì các bạn viết bộ nhân trước, sau đó viết chữ chủ sau. Một số từ ghép với chữ chủ như là chủ, chủ chủ, chủ chủ nơi ở chỗ ở, chủ phòng, chủ phòng, nhà ở, chủ khẩu, chủ khẩu cơm miệng, chủ sủ, chú ngụ, chủ viện, chủ viện là nằm bệnh viện trụ trái trụ trái trụ trái nhà ở cư trụ cư trụ cư trú trạm trụ trạm trụ đứng lại khao tự trụ khao tự trụ đáng tin cậy khao bố trụ khao bố trụ không đáng tin cậy và chữ hàn cuối cùng ngày hôm nay chúng ta học đó là chữ quốc, chữ quốc của, 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 của quốc, quốc gia, đất nước. Về cấu tạo thì các bạn thấy ở bên ngoài cũng có bộ thủ là bộ vi, bộ vi, chu vi, bao quanh và bên trong thì có bộ ngọc. Chúng ta hiểu là ngọc tỷ của vua, đúng không ạ? Về nét bút thuận thì các bạn xem trên hình. một số từ ghép với chữ của ví dụ như của pháng của pháng quốc phòng của trị của trị quốc tế của cha của cha quốc gia của Yến của Yến quốc danh của trinh chiếu của trinh chiếu ngày quốc khánh Trung của Trung của Trung Quốc Mỹ của Mỹ của nước Mỹ in của in của nước anh phả của phả của là nước pháp bài ngày nay chúng ta dừng tại đây cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những video của kênh tiếng trung Bồ tv channel